Hôm nay tôi muốn uh, giới thiệu với các bạn một cái chủ đề đó là những cái người gầy thì làm thế nào để cho nó béo lên. Nhưng mà trước hết thì chúng ta biết được là người gầy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống, đến lao động, đến học tập hay là người gầy thì thường mắc những cái bệnh gì và uh, làm thế nào để biết được phân loại được thế nào là người gầy, thế nào là người bình thường hay là thế nào là người uh, thừa cân béo phì vân vân. Thì hiện nay là uh, trước hết là tôi rất là À, vui là được hôm nay được ban tổ chức uh, tạo điều kiện để nói với các bạn khán giả, thính giả về vấn đề thế nào là người gầy. trước hết người gầy thì theo định nghĩa của tổ chức y tế thế giới là một những cái người mà có cái chỉ số cân nặng trên chiều cao dưới 18,5. thì hiện nay cả thế giới người ta có rất nhiều cách để mà xác định thế nào là gầy, thế nào là thừa cân, thế nào là béo phì và thế nào là thiếu cân. thế thì có một cái công thức mà dễ nhất, đơn giản nhất và hiện nay đang áp dụng phổ biến trên toàn thế giới đó là lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương mà chiều cao phải tính bằng mét. Thế cái chỉ số này mà nó gọi là dưới 18,5 thì đấy là những người được coi là gầy hay là bị coi là gầy. Thế thì cân nặng chia cho chiều cao bình phương tính bằng mét người ta gọi là chỉ số khối cơ thể. Tiếng Anh là BMI tức là Body Mass Index. và tôi nói ví dụ như là một bạn nữ hiện nay mà cao 1m56, trung bình nữ của chúng ta là 1m60 trở xuống thôi. Thế thì một bạn nữ cao 1m56 thì nếu như 45kg, nặng chỉ 45 cân trở xuống thì đấy bắt đầu là bị coi là người gầy. Hay một bạn nam cao 1m65 mà 50 cân trở xuống thì bị coi là người gầy hay là người nhẹ cân, thiếu cân. Thế và những cái người mà nhẹ cân thì thiếu cân đấy thì trong cái uh, tiếng anh nó có một cái thuật ngữ đó là thiếu năng lượng trường diễn body mass index chia như thế nào thế nào và cuối cùng người ta gọi là um, cod tức là chronic energy deficiency cod tức là thiếu năng lượng trường diễn ở người trưởng thành hay là người trung niên có tuổi mà cái thiếu năng lượng trường diễn thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái hệ lụy tôi nói ví dụ như các nhà khoa học ở trên thế giới người ta nghiên cứu thấy rằng là nếu mà nhẹ cân quá những người nhẹ cân ấy, những người mà như tôi vừa nói ở nữ là từ những người mà cao 1m56 mà chỉ có từ 45 cân trở xuống đã bị coi là nhẹ cân rồi hay là thiếu cân rồi, gầy rồi thì người ta thấy rằng những người này là có cái năng suất lao động kém hơn những người mà có cái chỉ số khối cơ thể trên 18,5. Đấy, tức là BMI trên 18,5. Thế thì những người này là có cái giờ rất lao động là ít hơn trong một ngày. Ví dụ người mà đổ cân hay là thừa cân hay nhiều cân ấy, trên 18,5 ấy là người ta làm việc dụ 12-14 tiếng một ngày người ta không thấy mệt nhưng những người mà dưới 18,5 tức là chỉ số có thể dưới 18,5 thì các nghiên cứu chỉ là người ta chỉ làm được 8 đến 10 tiếng là cùng thôi không làm được nhiều thời gian vì đã làm nhiều thì sẽ mệt mỏi thứ hai nữa là cái năng suất lao động tức là cái số lượng sản phẩm trong cùng một thời gian của những người gầy thì thường là ít hơn những người béo hay là những người đủ cân đấy là cái thứ hai. Thứ ba nữa là những người gầy thì dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa rồi là đường hô hấp. À, so với những người béo, những người béo thì là mắc các bệnh về tim mạch, về khớp do thừa cân béo phì rồi rối loạn chuyển hóa. Nhưng những người gầy thì thường là mắc các bệnh đường tiêu hóa, và bệnh đường hô hấp là à, nhiều hơn. Hay là cái khả năng miễn dịch của cơ thể, đáp ứng miễn dịch cơ thể là kém hơn. Thậm chí người phụ nữ mà ở cái thể nhẹ cân thì sinh con cái tỷ lệ mà dưới 2,5 kg tức là con nhẹ cân cũng rất là nhiều và cuối cùng nữa là cái tỷ lệ chết trên một trên nghìn dân đấy thì là những người gầy thì hàng năm là người ta đã thống kê được là tỷ lệ chết là cao hơn là những người có cái cân nặng bình thường hoặc là những người mà trên 18,5 cái chỉ số cơ thể đấy là những cái nghiên cứu trên thế giới người ta đã chỉ ra những cái điều như vậy thế và ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà biết cách tính thì rất đơn giản tức là cứ lấy cân nặng chia cho chiều cao bình phương mà chiều cao đây là tính bằng mét và và đây là một cái mà xác định được thế nào là thừa cân thế nào béo phì và thế nào là thiếu cân nhẹ cân và thế nào là người cần phải tăng cái trọng lượng cơ thể lên thế thì vài năm nay thì theo cái quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là à, ở nước ta hiện nay là có rất nhiều các cái sản phẩm để giúp cho cái người thừa cân béo phì là giảm cân đi Đấy. và chúng ta thấy rằng là cái tình trạng thừa cân béo phì là đang tăng lên ở cộng đồng ở nước ta nhất là các thành phố lớn kể cả người lớn và trẻ em tuy nhiên là chúng ta quên mất rằng có một bộ phận của dân cư là bị nhẹ cân hay là bị thiếu cân hay là bị suy dinh dưỡng hay là thiếu năng lượng trường diện như tôi vừa nêu Đấy, thế do đó cho nên là cái sản phẩm mà dream limbo này của cái công ty dược phẩm mà thực phẩm chức năng người ta sản xuất ra thì đây là một cái sản phẩm mà tôi cho rằng là rất độc đáo trong mấy năm gần đây ở việt nam chúng ta và tôi thấy rằng là cũng rất là hoan nghênh. Tuy nhiên là chúng ta cần chú ý là làm thế nào để cái trọng lượng cơ thể đó nó tăng lên không chỉ hoàn toàn là mỡ tích ở dưới da rồi là tích ở các cái nội tạng hay là tích ở dưới uh, da bụng. Cho nên là cần phải ăn đủ bốn cái nhóm thực phẩm. Đấy. Ví dụ như là tôi xin nói nhóm thực phẩm thứ nhất đó là các cái chất đạm, protein, thịt, cá, trứng, sữa. Cái thứ hai là nhóm chất béo tức là lipid thì đây là cái nhóm gọi là mỡ thì trong đó có cả dầu cả mỡ thứ ba nữa là cái nhóm đường bột tức là gạo thế rồi là mì các cái loại mà cung cấp năng lượng cho cơ thể là chính và nhóm thứ tư là vitamin và chất khoáng từ rau củ quả và chất xơ đấy là bốn cái nhóm thực phẩm cơ bản thì chúng ta cần phải ăn cân đối chứ không lệch về một cái bữa ăn mà lệch quá về chất đạm cũng không cần thiết và nhiều mỡ quá thì cũng không cần thiết và nhiều đường bột quá thì càng không cần thiết và nó phải ở một cái tỷ lệ cân đối thích hợp thường cái tỷ lệ đó thì nó chiếm vào khoảng 50 đến 60 là đường bột và 15 đến 17 là chất đạm và 17 đến 18 là chất béo đó là cái tỷ lệ phần trăm năng lượng của cơ thể mà cho đối với bốn cái nhóm thực phẩm là như vậy à một điểm nữa là khi mà ăn cái sử dụng cái thực phẩm lương thực phẩm như thế thì chúng ta cũng cần đến cái nhu cầu của từng đối tượng lao động một Đấy, có thể là người lao động uh, uh, chân tay thì khác với người lao động trí óc hay ngồi ở văn phòng thì khác với người lao động ở ngoài công trường vân vân. Đấy là một cái nguyên tắc là như thế. Tuy nhiên để mà giúp cho ăn uống tốt và hấp thu tốt được thì ngoài cái bốn nhóm thức ăn đó ra thôi chúng ta cũng cần phải lựa chọn những cái thực phẩm bổ sung hay là thực phẩm chức năng thì uh, Dream Libo này là một trong những cái thực phẩm bổ sung hay là thực phẩm chức năng để mà giúp kích thích tiêu hóa hấp thu được tốt hơn vào trong cơ thể các cái thức ăn được hấp thu tốt hơn vào trong cơ thể. thì trong cái thành phần của cái uh, Dream Lipo này ấy, thì nó có bốn năm cái thành phần chính đó là cái cao uh, sâm bố chính, thế rồi cao uh, bạch phục linh, thế và cao uh, sứ quân tử, thế và ngoài ra thì còn có uh, cao mạch nha, thế rồi là các cái loại vitamin nhóm B, B1, B2 và lysin cùng với lại uh, kẽm gluconat thì đây là những cái chất mà giúp cho tiêu hóa, giúp cho ăn ngon và giúp cho hấp thu được tốt hơn. Tôi xin nói ví dụ như là cái sứ quân tử thì, thì đây là hoặc là sứ quân tử có hai cái, cái tên khác nhau, có thể gọi là sứ quân tử, có thể gọi là sứ quân tử. thì đây là một trong những cái vị thuốc mà người ta có thể dùng để chữa tiêu hóa, chứng bụng đầy hơi, kém ăn và cũng là một cái vị thuốc mà có thể dùng để tẩy run sát, giúp cho cái đường tiêu hóa sạch và cái hấp thu thức ăn, tiêu hóa thức ăn ở trong đường tiêu hóa được tốt hơn. Thứ hai nữa là cái bạch phục linh thì cũng là một cái uh, sản phẩm đây là một cái loại nấm từ rễ cây thông mà nó giúp cho vấn đề uh, điều trị các cái bệnh về đường hô hấp thế rồi giúp tiêu hóa ăn ngon, bổ tỳ vị và giúp cho cái quá trình hấp thu thức ăn của cơ thể được tốt hơn. Và cái điểm thứ ba nữa là cái uh, cao của cái um, sâm búa chính thì sâm búa chính thì có, có nhiều tên khác nhau có thể là Gọi là sâm uh, nhân sâm của Phú Yên ví dụ như vậy hay là sâm hóa vì nó mọc ở cái vùng đất của uh, cái địa danh của một cái địa danh của Nghệ An vân vân thì đây cũng là một cái loại mà giúp kích thích tiêu hóa và giúp cho tiêu hóa và hấp thu thức ăn được tốt hơn Ngoài ra thì các vitamin nhóm B như B1 B2 mà nhà sản xuất người ta đưa vào trong cái sản phẩm mà uh, giúp tăng cân này thì cũng là những cái vitamin mà có tác dụng là chuyển hóa tăng cái chuyển hóa chất bột chất đường nhất là vitamin B1 thì ngay B1 B2 là người tính theo cái hàm lượng của nó là theo nghìn kilocalo thì đây là một cái mà giúp chuyển hóa chất đường bột rất là tốt và cái lysine cũng như là cái uh, kẽm gluconat là một trong những cái thành phần để mà tạo ra hay góp phần tạo ra cái uh, sự ăn ngon miệng và hấp thu tiêu hóa thức ăn được tốt hơn thì tôi cho rằng là cái uh, Dream Depot này là một trong những cái sản phẩm mà à, mới và quan tâm đến cái việc tăng cường sức khỏe nâng cao thể trạng của những cái người thiếu cân, nhẹ cân hoặc là những người gầy thì đây một cái sản phẩm mà rất là hiếm trên thị trường. Ngoài ra thì cái sản phẩm này đã được sản xuất theo cái công nghệ uh, siêu vi nano của Mỹ ấy, và cũng được sản xuất từ các nhà máy mà có cái đạt cái tiêu chuẩn GMP tức là tiêu chuẩn uh, thực hành tốt của thế giới thì đây là tôi cho rằng là cái sản phẩm này với những người nhẹ cân thiếu cân và cần tăng cân thì đây là một cái sản phẩm mà với cái thành phần của nó và cái công nghệ sản xuất của nó tôi cho rằng là rất là an toàn rất là lành tính cũng như là à, mọi người nên sử dụng trong cái việc muốn tăng cân của mình xin cảm ơn các bạn